Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Vân. Hôm nay thì bên em vừa mới về một chiếc Toyota Hilux số tự động 2 cầu nha anh chị. Xe máy dầu 2.8, xe được sản xuất năm 2019, nhập Thái Lan luôn nha anh chị. Ở hiện tại giá bên em đang chào bán là 897 triệu. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Ở xe mới chạy có 31.000 km thôi, còn rất là mới. Anh chị coi phần thùng xe nè ha, như mới luôn nha. Ở Toyota Hilux 2019 số tự động 2 cầu. Đó, nội thất cũng còn rất là đẹp. 897 triệu nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho em nha.